Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận, thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9823, 4610, 0772. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5050. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99878, 88417, 90693, 05724, 04499, 91620, 21551. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 76390, 16613. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21082. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 45605. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 487423. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 487423.